Trung tâm điện tử Anh Phương hân hạnh là một nơi chuyên phân phối thiết bị điện tử âm thanh chính hãng và các hàng bãi xịn của các nước Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Canada và Nhật. Và hãy đến với Trung tâm điện tử Anh Phương, hãy đưa ra nguồn ý tưởng và Anh Phương sẽ cùng các bác tiếp tục xây dựng và hoàn thành những ước mơ đó. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên Trung tâm điện tử Anh Phương đang cùng các bác review cũng như giới thiệu, rồi là hướng dẫn các bác về cách tìm hiểu, lựa chọn cho mình những chiếc máy nâng tiếng chính hãng và cách sử dụng nó một cách hiệu quả trong bộ cấu hình âm thanh gia đình. Mời các bác hãy cùng anh Phương tìm hiểu. Thì ngày hôm nay anh Phương đang nhập về cho các bác một lô sản phẩm, đó là những chiếc máy nâng tiếng của hãng TD Acoustic, hàng chính hãng. Đây là sản phẩm của nó các bác. Những sản phẩm chính hãng thì xin thưa các bác là nó được xuất phát từ công ty TD Acoustic. Nó có mã riêng của từng sản phẩm một. Các bác để ý kỹ cho em là mỗi một sản phẩm này đều có một mã riêng quản lý chất lượng của công ty. Hàng nhái thì có thể là cũng có thể nó có những cái tem nó giống hệt như thế này. Bởi vì thực ra cái tem này nó là tem bằng giấy in. Em nghĩ rằng là để làm nhái làm giả thì cái này hoàn toàn không khó. Nhưng để ý kỹ các bác sẽ thấy rằng có thể những cái mã series này nó trùng nhau, 10 con có khi nó trùng cả 10. Nhưng mà riêng những sản phẩm chính hãng thì việc đầu tiên để ý các bác thấy rằng mã series của nó khác nhau hoàn toàn. Đấy. Cái thứ hai là những sản phẩm âm thanh chính hãng thì các bác biết rằng là nếu như máy nâng tiếng TD hiện nay nó quá nhiều hàng nhái hàng giả. Có những đơn vị bán những hàng này thì thực ra là nhập nó chỉ rơi vào là hơn 700.000. Họ cho nên họ bán 900.000, 1 triệu họ cũng bán các bạn. Đấy là những chiếc máy TD hàng nhái mà Trung Quốc vừa rồi về một loạt rất nhiều. Nếu như các bác nào mà mua một chiếc máy nâng tiếng TD Acoustic mà giá dưới 1 triệu 200.000 đồng thì nếu không mua phải hàng nhái hàng giả em cứ đi đầu cũng đất. Đấy, không phải là các bác mua được rẻ mà lại vui. Em nghĩ rằng là của rẻ là của yêu và của rẻ là những của mà nó không là hàng chính hãng. Chắc chắn một điều như vậy. Bởi vì bên Trung tâm điện tử Anh Phương đã nhập những con này nó giá cao hơn rất nhiều so với những hàng nhái hàng giả. Đó là quan điểm làm việc của Anh Phương, không làm nói không với hàng cóc nhái. Để ý kỹ các bác sẽ thấy rằng là mặt của nó là mặt nhôm phay. Các đường nét in ấn của hãng. Các bác để ý cho em, nếu như hàng chính hãng các bác cứ cạo thoải mái cho em. Đấy, cạo thoải mái kể cả những chữ nhỏ nhất này. Các bác cạo thoải mái. Và nó in ấn rất sắc nét, không có một nét nhòe hay một cái gợn mực nào thừa hoặc là khuyết nét. Các bác để ý kỹ cho em, những hàng nhái hàng giả các bác chỉ cần cạo nhẹ thế này nó đã bay rồi. Thậm chí các cái chữ này nó in nhòe rồi nó đứt nét rất xấu. Mặt của nó rất là sang này các bác này. Những hàng như thế này là những hàng mà đáng để cho các bác đầu tư. Em nghĩ là như vậy. Số tiền các bác làm ra cũng giống như anh Phương làm ra cũng khá vất vả. Số tiền hơn 1 triệu cũng không phải là ít. Nó sẽ giúp chúng ta làm được nhiều việc. Và chắc chắn rằng nếu mua được một chiếc máy nâng tiếng chính hãng thì chúng ta thấy bộ cấu hình âm thanh được nâng giá trị lên rất nhiều. Còn nếu mua phải hàng nhái hàng giả thì tiếng của nó bị vỡ tiếng là một. Cái thứ hai là tuổi thọ độ bền của nó thì chắc chắn cũng sẽ rất là nhanh bị xuống cấp. Đấy. Cho nên các bác đừng tham rẻ. Cái đặc điểm thứ ba để các bác nhận dạng đó là những chiếc máy nâng tiếng hàng chính hãng của TD thì nó có sơ đồ mạch đây. In ấn rất chuẩn. Và có tem của công ty đây các bác này. Tem của công ty TD Acoustic. Đấy. Những chiếc tem, những chiếc mã series quản lý hàng. Nó rất là đầy đủ chi tiết như thế này. Đấy. Một chiếc máy nâng tiếng thì trong bộ cấu hình âm thanh nó có những tác dụng gì? Thì đầu tiên các bác sẽ thấy rằng là nó được chia thành hai kênh riêng biệt. Đây, kênh này là kênh channel 1, đây là channel 2. Trên mỗi một kênh này sẽ có 4 nút và chức năng của nó.
Nút thứ nhất là nút Now Mic này, có chức năng là điều khiển giải bass. Giải bass. Có thể là cái con này nó vừa chỉnh bass của mic, vừa chỉnh bass của nhạc. Trong bộ cấu hình âm thanh, nếu như chúng ta sử dụng văng cơ thì những chiếc máy nâng tiếng này sẽ được ghép ở đằng sau văng cơ rồi xuống đẩy. Thế còn trong bộ cấu hình âm thanh sử dụng văng số thì em nghĩ rằng là những sản phẩm này thì có thể các bác đầu tư cũng được mà không đầu tư cũng được. Bởi vì nếu văng số mà setup tốt đấy, thì trong đó nó có cái phần của cái con nâng tiếng này rồi. Đấy. Nhưng mà nếu bộ cấu hình âm thanh mà các bác mua văng số mà người ta setup không tốt thì chúng ta có thể đầu tư thêm con này, để các bác có thể nâng được giải bass, nâng giảm giải chép hai mic. Hai cái này nâng bass nâng chép. Thì cái nút này chúng ta thấy rằng là tiếng bass tùy theo tai các bác nghe, các bác có thể cân chỉnh tầm từ 11 giờ đến 12 giờ tùy tai các bác nghe. Còn nút chép này sẽ là nâng tiếng cho tiếng nhạc và tiếng mic. Nếu như chép này chúng ta để tầm khoảng độ, theo như anh Phương kinh nghiệm, thì các bác để từ 11 giờ cho đến 9 giờ thì lúc đó cái tiếng mic nó sẽ vừa phải và nó không bị vỡ, không bị xé. Nếu như bác nào mà đẩy cái này căng lên thì có thể dẫn đến cái chuyện là nó bị hú mic và tiếng nhạc nó hơi bị xé tiếng và chói. Cho nên tầm của chúng ta là từ 11 giờ cho đến 9 giờ. Khuyến cáo để 9 giờ là đẹp nhất. Đó. Nút thứ 3 chúng ta tìm hiểu đó là nút tune. Nút tune này có chức năng là nâng tiếng nhạc hoặc nâng tiếng mic. Cái này nó sẽ cân cho tiếng nhạc tiếng mic. Nếu như chúng ta muốn hát mic nhẹ, đây gọi là máy nâng tiếng mà, cho nên là muốn hát nhẹ thì cái nút này chúng ta sẽ chỉnh về góc khoảng độ 10 giờ. Thì lúc đó tiếng nhạc nó sẽ nhỏ hơn tiếng mic. Tiếng mic nó trội hơn, cho nên là chúng ta cảm thấy hát tiếng nó rõ nét hơn và sắc nét hơn. Nhiều bác mua máy nâng tiếng em thấy là ví dụ như thợ nắp, một số ông thì cứ nắp vụng, cứ để hết 12 giờ như này. Em nghĩ rằng nếu để hết 12 giờ như này thì chẳng cần cái máy nâng tiếng làm gì cả các bác, nó chả tác dụng gì. Đấy. Cho nên là chúng ta chỉnh theo tai mình nghe và theo đúng quy tắc về kỹ thuật thì nó sẽ rất là hiệu quả. Còn nút Precision này là nút nén tiếng. Thì chúng ta có thể làm cho tiếng nhạc nó mềm mại, êm đềm khi chúng ta nghe nhạc bolero hoặc nhạc không lời. Thì chúng ta chỉnh nó từ góc 12 giờ này hất về phía bên trái thì tiếng nhạc nó sẽ mềm hơn. Còn khi nghe nhạc sàn, nhạc remix thì chúng ta chỉnh cho tiếng nhạc nó căng lên, thì chúng ta chuyển nó dịch sang bên tay phải. Và cái này thì chúng ta thấy rằng là tùy các bác có thể chỉnh. Thông thường hay để ở 12 giờ. Còn nút tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là nút 50Hz và 100Hz. Cái nút này thì khuyến cáo các bác là nên nhả ra. Còn nếu các bác nhấn vào thì nó sẽ xử lý tín hiệu từ 100Hz đổ lên. Như vậy tiếng nhạc nó sẽ bị khô, nó không được mềm. Đấy, nhiều bác ấy thích ngắm đèn cho nên là cứ nhấn cái này vào. Em nghĩ là nên nhả ra, em thấy nhả ra nó hiệu quả hơn rất nhiều. Lúc đó nó sẽ xử lý giải tần thấp hơn, sâu hơn, đó là từ 50Hz trở lên, cho nên tiếng nhạc nó êm hơn, mềm hơn khi các bác sử dụng. Còn nút in này thì bắt buộc các bác phải nhấn cho nó sáng đèn. Đấy, còn nếu chúng ta nhả ra là nó không có tác dụng nữa. Chiếc máy nâng tiếng của TD nó còn có chức năng thứ tư, đó chính là chúng ta có thể chỉnh được cái đường xúc qua máy nâng tiếng. Thì ở đây cái nút X over frequency, tức là cho cái giải tần vượt qua, thì chúng ta có thể chỉnh được tiếng bass của xúc. Nó mềm mại khi chúng ta chỉnh nó về góc khoảng độ từ 12 giờ đến 9 giờ. Tiếng xúc nó sẽ êm hơn, sâu hơn và nó không lẫn lời khi chúng ta nghe nhạc bolero hoặc nhạc vàng hoặc hát karaoke. Còn khi chúng ta nghe nhạc sàn, nhạc remix, chúng ta có thể đẩy nó lên từ 12 giờ đến 1 giờ. Tiếng bass nó sẽ căng hơn, sâu hơn và mạnh mẽ hơn. Còn đây là cái nút này là nút to nhỏ của tiếng súp. Con này nó rất hay là nó có hai cái giải đèn này, chúng ta vừa chơi và vừa ngắm nhìn. Đó. Anh mở cho em cái nắp này ra coi. Bây giờ các bác hãy cùng anh Phương mở nắp để tìm hiểu thêm về cái nội thất của một con máy TD chính hãng. Thì xem là các bác đã mua hàng thì liệu các bác đang mua được hàng chính hãng hay là hàng nhái.
Trên thị trường thì em nói rằng nếu đã nói là nhái thì nó phải làm giống nó mới bán được. Cho nên nhiều cái là họ làm nhái giống gần như là đến 80-90%. Cho nên những người mà tìm hiểu chúng ta mà không tìm hiểu kỹ và mua hàng trôi nổi thì chắc chắn rằng rất dễ mua phải những hàng nhái. Mua hàng thì các bác quan tâm đến cái giá chuẩn của nó trên thị trường, chứ không phải là tìm những cái đơn vị bán quá rẻ. Em nói là không có cái gì rẻ mà lại tốt cả các bạn. Đấy. Ok, chắc được rồi. Đây, hai con ốc này nữa này. Và đây là cái nội thất của nó các bác này. Hàng chính hãng của nó có mã sản phẩm trên main luôn các bác. TD Aquatic. Và sản phẩm này được sản xuất với công nghệ của Canada. Tất cả các đường in ấn này nó rất là chuẩn các bác này. Các bác để ý kỹ và tinh tế một chút khi tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng những hàng chuẩn xịn nó được in ấn rất chuẩn. Trong này sử dụng rất nhiều IC. Vâng, đây các mạch bo xử lý của nó này. Rất nhiều IC. Em nghĩ là nếu hàng nhái hàng giả thì họ làm cũng phải gần giống như thế này các bạn. Đấy, nó cũng không đã gọi là nhái giả. Cái linh kiện của nó kém rồi các bạn. Đây là cái hộp nguồn của nó các bác này. Tất cả đều được in ấn chuẩn chỉ. Tất cả các chiếc áp này các bác quan sát thấy cái chân của nó được sử dụng bằng robot hàn, cho nên là nó trông cái chân của nó rất là gọn và rất là sạch. Các chiếc áp này chúng ta thấy là chiếc áp xịn. Nó được sử dụng cái đồng đây các bác này. Chiếc áp xịn. Và đằng sau này cũng vậy. Tất cả các cái đường rắc cắm của nó được đều được mạ đồng hết các bác. Đều sử dụng bằng đồng cho nên là nó rất là chuẩn. Các bác ngắm nhìn kỹ cho em trước khi lựa chọn những sản phẩm âm thanh chính hãng, để đem lại cái sản phẩm mà nó có độ bền cao và chất lượng hay nhất. Một lần nữa thay mặt trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video, cũng như hãy liên lạc với anh Phương với số máy 0971998555 để các bác có những sản phẩm âm thanh với chất lượng cao nhất và tốt nhất cho các bác. Xin trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt các bác. Bác nào mà thấy video hay hãy like và chia sẻ cho những bạn yêu âm thanh của mình biết đến những sản phẩm bên trung tâm điện tử Anh Phương, cũng như hãy cùng nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Hãy cho anh Phương một like, một chia sẻ, đó là những cái động lực để cho anh Phương tiếp tục có những sản phẩm âm thanh tốt nhất để gửi tới các bác. Xin cảm ơn, chào tạm biệt các bác.